Còn 3 buổi nữa là hết khóa rồi. Trời ơi, giải thoát của tôi là vui lắm cái gì. Trời ơi, hiền lành như vậy. Trời ơi, có bây giờ đứng đập chửi mặt ai đâu. Trời ơi, nghe xíu mọi người ơi. Đầu tiên là mọi người coi con thứ 5 ha, để ôn lại bản tài động lượng nha mọi người. Thì mọi người ơi, mình sẽ nghĩ đến bản tài động lượng đầu tiên á, là khi nào nghĩ tới bạn. Những hiện tượng chúng ta có thì tùy nhớ không? Thứ nhất là đạn nổ. Thứ hai là va chạm. Thứ ba là gì bạn? Phản lực. Nhớ cái tên lửa không? Nhớ cái tên lửa mọi người. Phản lực cái kiểu. Rồi, hoặc là súng bắn. Đúng không bạn? Rồi, ví dụ câu này. Câu này là một cái hỗn hợp, một cái tả bí lù hay là một cái nồi lẩu về hiện tượng. Bởi vì trong cái bài này nó có rất nhiều hiện tượng, và mỗi hiện tượng chúng ta sẽ sử dụng một cái định luật, định lý khác nhau để mình sử dụng để giải bài này. Ok, rồi nhìn xíu mọi người, nhìn xíu. Vậy mọi người ơi, vậy cho anh biết coi chuyển động, cái sự chuyển động biến đạn và cuối cùng là cả hai thằng này đều xuống dưới đúng không? Nó trải qua bao nhiêu giai đoạn hiện tượng bạn? Mấy giai đoạn? Rồi giờ thử từng cái này, thử ra. Quân thử cái đầu tiên này. Đầu tiên là điều gì? Hiện tượng đọc đề, hiện tượng đầu tiên ra. Đầu tiên là va chạm và ok, sự va chạm giữa mờ và gì? Mờ và mờ lớn. Ok, chị cho hay biết va chạm và va chạm gì luôn đi. Ok, đây là sự va chạm mềm giữa mờ nhỏ và mờ lớn. Đây là hiện tượng đầu tiên. Chính xác. Hiện tượng thứ hai là gì vậy cô gái? Hiện tượng thứ hai là gì? Sau khi va chạm là sao nữa? À, viên đạn bị kẹt cái gỗ. Đúng không? Ok, hai vật chuyển động ném ngang. Ok, hai vật chuyển động ném ngang. Nghĩa là hai vật cùng bị ném ngang. Cùng chuyển động ném ngang. Và sau đó nó bị gì? Nó bị gì các bạn? Rớt xuống đất. Đúng không bạn? Bị rớt xuống đất. Rồi ok, vậy mình phân tích rồi ha. Vậy mình biết rằng ở đây mình sẽ có những cái kiến thức liên quan gì nha bạn. Đầu tiên là sự va chạm giữa mờ nhỏ và viên đạn bắn vào mờ lớn. Và sau đó hai này cùng nhau rớt xuống là chuyển động ném ngang. Đồng ý này mọi người? Đúng rồi. Đúng không? Được ok ha. Vậy cho mình biết cái gì va chạm mềm thì nghe đến va chạm mềm mình nghĩ đến cái hành gì đầu tiên các bạn? Định luật gì mọi người? Va chạm nghe một cái là định luật gì các bạn? Bảo toàn động lượng. Chính xác không? Ok. Rồi ném ngang á thì thằng ném ngang mình có thể suy nghĩ đến cái gì các bạn? Suy nghĩ cái gì đầu tiên? À nó có độ cao, à nó có vận tốc, vậy mình suy nghĩ tới cái gì các bạn? Định luật gì các bạn? Bảo toàn gì? Bảo toàn cơ năng. Đúng bạn ơi, vì nó có độ cao, nó có vận tốc mà, nó có thế năng đàng hoàng nha mọi người, nó có độ cao bất kỳ, đó là cơ năng, ok. Tuy nhiên đó chỉ về mặt năng lượng, nhưng bây giờ người ta còn cho các bạn thêm dữ kiện nữa là thằng này bay xa được cái d nhỏ bằng mấy mét, 2 mét. Là liên quan đến sự di chuyển của nó. Vậy đó mọi người, thì liên quan đến sự di chuyển của nó. Và nếu như mà liên quan đến sự di chuyển của nó, mình còn có các công thức liên quan đến gì các bạn? Công thức gì mọi người? Công thức ném. Ném ngang. Đó, đó là nghĩ đầu rồi đó. Phân tích hiện tượng nha mọi người. Đó là cái hiện tượng nói rồi nha. Một bài toán là một câu chuyện nhỏ nha mọi người. Đúng mọi người, lý do là có hai thằng này đập kia, xong hai thằng cùng nhau ra xuống đường, đúng mọi người? Đúng không? Và cái tầm xa là lên nhỏ 2 mét. Ok. Rồi xong thì bây giờ hai người vậy là từng bước một. Đúng rồi, bây giờ đề nó cho mình cái gì mọi người? Dữ kiện đề chúng ta cho mình cái gì? Nó cho mọi người khối lượng là mấy? Mấy gram? 8 gram. Khối lượng mà lớn mấy gram? Mấy gram vậy? À 250 gram. Và cho tầm xa là bao nhiêu mọi người ơi? Bao nhiêu ạ? 2 mét. Và độ cao là nhiêu mét các bạn? 1 mét. Đề bài hỏi hãy xác định tốc độ viên đạn biết rằng d nhỏ bằng 2, nghĩa là cần tìm cái tốc độ của viên đạn trước hay sau va chạm này ạ? Trước hay sau bạn? Trước va chạm hay là không, ok không? Đúng không bạn? Vậy thì mình phân tích từng bước, chúng ta đã biết có hai hiện tượng rồi thì ta sẽ phân tích cả hai thằng. Đúng không bạn? Vậy thì đầu tiên nghe cái va chạm biết đây là bảo toàn gì bạn? Động lượng. Mà nhớ khi bảo toàn động lượng, cái câu đầu tiên vô mình phải ghi gì mọi người nhớ không? Xét các bạn, ok. Xét hệ kín gồm gì mọi người? Ok, gồm hai vật là
M nhỏ và M lớn. Đúng rồi, rồi theo định luật bảo toàn động lượng ta có. Rồi, bảo toàn động lượng gì, đặt dùng hình bảo toàn động lượng này là gì Thắng? Hai từ đọc công thức trước là gì? Tổng quát là gì ạ? B trước bằng OK, B trước bằng B sau. Rồi chúng ta biết tiếp nè. Thì mình có B trước gì thì B trước gồm thằng nào? Động lượng trước mình có thằng nào? OK, viên đạn và khối gỗ. Khối lực gỗ ban đầu có động lượng không? Trước qua chạm vào động lượng bạn. Hồng bởi vì nó di chuyển không? Hồng. OK, vậy mình là có M nhỏ về gì? M nhỏ về gì? Về gì? Về không là ban đầu đúng không? Đúng bạn. Rồi sau đó hai thằng này sẽ như thế nào các bạn? Ba giờ ba giảm gì vậy Thắng? Mềm. Sau đó hai ngày sẽ như thế nào? Ba giảm mềm thì sao? À, nó sẽ hợp với nhau lại, nghĩa là nó có tổng khối lượng. Đúng rồi, vậy cuối cùng bên này là cái gì? M nhỏ cộng M lớn, ký hiệu dưới đây. Đâu M nhỏ cộng M lớn nhân gì? OK, V lúc gì? V lúc sau, OK ha. Đúng bạn, được chưa? Rồi OK. Vậy lỡ nói ba chạm mềm rồi thì mình hỏi là người một điều nữa luôn. Đó là ba chạm mềm á, thì nó sẽ bị hao hụt năng lượng hay là không bị hao hụt các bạn? Hao hụt không? Có hao hụt. Và năng lượng hao hụt là do cái gì gây ra? Khi va chạm mềm mà va chạm với nhau thì có gì vậy mọi người? À, có nhiệt nên sẽ tỏa nhiệt ra. Đúng bạn ơi, bởi vì động năng của nó lúc sau sẽ luôn nhỏ hơn lần ban đầu. Đồng ý không bạn? Đúng không? Ví dụ như vậy, người ta xem được là V nhỏ là bằng M chia M lớn và M nhỏ khối lượng đi. Vận tốc giảm không? Nghĩa là động năng giảm. OK các bạn. Rồi đây là vận tốc lúc sau mọi người. Vậy nói gì bằng vector. Nhưng mà từ cái hệ thức này thì vận tốc lúc sau và lúc đầu của viên đạn nó như thế nào với nhau? Hai vận tốc mà như thế nào với nhau bạn? Cùng gì các bạn? À, một vector thì có chiều và có độ lớn, vậy thì cùng gì? Cùng chiều, vì sao? Dương dương. Nên ở đây mình suy ra thẳng luôn, khỏi ghi vector nữa. Nên mình có là M nhân cho V0 bằng mình chuyển vế luôn đi ha. V0 bằng M nhỏ cộng M lớn chia M nhỏ nhân V. Được không? Được không? Được chỗ này không? Được không các bạn? Được không ạ? Được ha mọi người. Rồi OK. Vậy thì lúc này các bạn nhìn lên, vậy lúc này khối lượng mà nhỏ mình là 8 gam. Cái này là 250 chia cho 8. Đúng bạn, 8 cộng 250 chia 8. Cái này bao nhiêu các bạn? Được bao nhiêu vậy? Số 6 mọi người qua phân số mà đi. Mình chưa có bê nhỏ bao nhiêu vậy? Số 6 32 phẩy mấy? À, 32,25 gam. À, về. Và các bạn hỏi vì sao thầy không đổi đơn vị mọi người, vì sao không? Trên dưới đồng đơn vị thì gam với gam tự động mất, khỏi đổi tiêu gam cũng được, nó cùng đơn vị chuyển tiêu được thôi. Thì bây giờ đề hỏi mình gì? Đề bài nó hỏi mình cái gì các bạn? Đề bài hỏi mình gì? Nó hỏi các bạn gì vậy? Về không, đúng không? Nó hỏi người về không mà đối rồi. Vậy thì muốn tìm về không thì phải tìm được gì? Vận tốc của nó lúc sau. À, vậy thì sau va chạm hai thằng này nhập là một. Rồi sau đó tiến hành chuyển động gì các bạn? Chuyển động lại gì? Ném để ngang, OK. Và người ta cho một dữ kiện trong bài toán ném ngang là nó cho các bạn tầm xa ném ngang, đúng không? Tôi gửi ra một tầm xa ném ngang. Vậy thì mọi người còn nhớ tầm xa ném ngang, làm sao để xác định tầm xa ném ngang, mọi người còn nhớ không? Nhớ không? Mọi người còn nhớ phương trình quỹ đạo ném ngang không? Nhớ không? Không à, thật là. Rồi giờ giả bộ như không nhớ, nhưng mà làm lại được không? Thì ra được, mọi người giờ nghe. Nghe hả này? Vậy nếu như nếu nghe, chúng ta nhớ lại một lần nữa. Vật chuyển động theo mấy phương? Hai phương, phương gì các bạn? Phương ngang và phương gì các bạn? Thẳng đứng, OK. Vậy theo phương ngang nó là chuyển động gì? Chuyển động đều có dây tóc không mọi người? Không có dây tóc. Nên có phải theo phương ngang thì chúng ta có x bằng V0 nhân gì? Nhân cho tèo. Đúng không bạn? Đúng rồi, hai phương ngang. Nhưng theo phương thẳng đứng nó sẽ là chuyển động gì các bạn? Rơi tự do. Thì tọa độ rơi tự do bằng gì? 1 phần 2 GT. Và người ta cho các bạn tầm xa là theo phương ngang hay theo phương thẳng đứng? Theo phương ngang. Đây, tầm xa đây. Đúng rồi, vậy thì mình muốn tìm V0. Đến ra đây V0 là chính là V gì mọi người? V0 là chính là V nào biết không? Chính là V gì mọi người? Là cái thằng V này. Khi hai thằng nhập thành một,
Đố bạn, chị thôi mình ghi là B rồi nha, cho giống là 1. Đố bạn, ok không mọi người? Hai này là 1 nè. Bởi vì hai này sau đó nó nhập lại nhau và nếu ngàn mà. Ok. Và đề bài nó cho mọi người thêm một yếu tố nữa, cho mọi người cái gì bạn? H là 1. H là 1 chính là Y. Đúng rồi, chính là Y mọi người, đồng ý không? Nó là Y. Vậy mình có thằng nhóc này là 1 nè. Mình có G bằng mấy? Mình cho G bằng 10 đi. Vậy các bạn tìm được thời gian T bằng mấy không? T bằng mấy bạn? 1 phần mấy? 1 phần căn 5, ok. Mình được T bằng 1 phần căn 5 vàng. Đúng rồi, vậy sau khi có T bằng 1 phần căn 5 này rồi, chúng ta làm gì mọi người? Ta thay vào cái T này. Đúng rồi bạn? Và chúng ta có được cái tầm xa là mấy mét luôn? 2 mét. 2 mét. Và từ đây các bạn suy được giá trị vận tốc V. Đúng rồi. Sau khi có V, mình thay được tay tìm được vận tốc viên đạn chưa? Đúng rồi bạn? Đúng rồi. Đó. Vậy là mỗi bài toán mình định định hiện tượng là mình biết được làm thế làm như thế nào đó. Đúng rồi. Dù cho hiện tượng khó như thế nào. Ok. Rồi ok. Vậy mình thấy bộ căn 5 mình ghi vô đây thì T bằng mấy vậy? V bằng 2 căn 5 mét trên dây. Đúng rồi. Rồi, có bạn nào hỏi thắc mắc về số y bằng 1 không? Thắc mắc sao không? Thật ra là đang chọn phải chụp là đổ x nè. Đúng rồi, y nè. Đúng rồi. Rồi yeah. Bữa giờ này đúng không? Bữa giờ này đúng không? Xá gì xá này đi. Nó là ba chạy đàn hồi. Nó là chạy đàn hồi. À, đó là chạy đàn hồi. Ủa, chạy đàn hồi nhưng mà ban đầu thì đằng kia nó di chuyển đâu? Cái đàn nó di chuyển. Đúng không? Ủa mình đi đâu mình đâu vậy? Đồng được là 2 căn 5 mét trên dây mọi người, ok. Còn bạn đã đổi lại kiểu khác. Rồi đi đi nhanh. Đó giờ nhớ ha, bước đầu tiên mình đọc về bài toán á, thì đầu tiên mình làm phân tích hiện tượng. Mình khoan hoảng loạn vì cái đề bài nó lạ quá mà nó chưa bao giờ gặp. Mình phân tích hiện tượng trước. Bởi vì đề thi mọi người nhìn đó bạn. Ở đây có đề thi một số trường đó bạn. Mình nói rồi đề thi một số trường này đó. Thi cái kiểu ở đây một đống trường đó mọi người ơi. Thi với những cơ thể khá là lạ. Và mọi người có thể chưa gặp bao giờ. Đây mọi người ơi, có một số cơ thể mà nó chưa bao giờ gặp bao giờ mọi người. Nên cách làm là mình bình tĩnh mình làm. Đúng rồi, bình tĩnh phân tích từng hiện tượng một, từng giai đoạn một chuyển động. Là mình làm ra thôi. Ok, quan trọng là phải tỉnh táo nha mọi người ơi. Nên thì không tỉnh táo là được đâu. Rồi ok, đây là một kiểu. Tuy nhiên mọi người ơi, có một kiểu khác. Hôm trước các bạn hỏi thầy bài như thế này mọi người. Y chang bài này luôn. Có điều nó khác cái quá trình va chạm thôi. Nó vẫn ném ngang các bạn. Thay vì là viên đạn, người ta cho các bạn con lắc đơn thôi mọi người. Rồi ok. Hả? Đúng rồi, ok, rồi, ví dụ có con lắc đơn. Ok, đi rồi đúng không? Thầy vô sơ khúc này nha. Rồi, bây giờ bạn nhìn các bạn. Bây giờ cái khúc này người ta không có cho mọi người ấy là cái này nó ngang như bình thường. Nhưng bây giờ là trên cái này mọi người ơi, trên đây đặt viên bi, ok, hai viên bi. Và bên này người ta có một con lắc đơn. Đó là ok, mọi người tưởng tượng được điều gì xảy ra không? Nếu như tới vị trí thẳng đứng thì con lắc này sao bạn? Đụng vô lắc kia. Đúng rồi ơi, nó đụng vô lắc kia ha mọi người. Đúng vậy. Ok mọi người. Vậy thì nhìn lên mọi người ơi. Tại vì rồi đây là phương trình đứng nè. À bây giờ có một con lắc đơn từ đây. Nó đụng lại. Vậy người ta cho các bạn độ cao ban đầu H chẳng hạn, H phẩy ban đầu chẳng hạn. Vậy thì mọi người ơi, khi nó đụng thằng này thì vận tốc của nó là vận tốc ở đâu? Tại vị trí nào?
tại vị trí thẳng đứng. Đúng không các bạn? Đó, ví dụ là tụng tại vị trí thẳng đứng. Mà chúng ta biết cách tìm vận tốc của con lắc số 1 này tại vị trí thẳng đứng không? Biết không? Dùng định luật gì? Bảo tàng các bạn, bảo tàng lần nào. Vì sao mà có thay đổi độ cao là có thể thế này? Thầy nhắm thì không biết được V bằng căn 2 rồi ha. Đúng các bạn, đây quá dễ, dễ biết mà đúng không? Thì ở đây có là thế căn MH. Bên này là 1, 2, M, đúng không? Đúng rồi, tính được vận tốc, cái này là H là cái độ cao này. Ok mọi người. Sau đó sẽ va chạm. Mà va chạm thì trước đó cái viên bi số 2 có chuyển động không? Không, chỉ có chuyển động của điện thoại. Thưa nhớ. Và sau đó hai này nó sẽ cùng nhau đẩy ra hai bên. Tuy nhiên va chạm đàn hồi có một yếu tố đặc biệt. Đó là gì đố các bạn? Đó là bảo. Thì chỉ nói là tự cái có hồi. Bảo toàn gì các bạn? Bảo toàn cơ năng. Hay cụ thể là bảo toàn về mặt động năng của nó. Nghĩa là động năng trước bằng động năng sau. Ok các bạn, mình sẽ phân tích điều này kỹ hơn ở trong tuần gần thi. Bởi vì bài bảo tàng, bởi vì bài va chạm đàn hồi là một câu khó mọi người. Vậy muốn giải thể phương trình cũng khó nữa. Hôm sau mình sẽ chế kỹ đề hơn tí mà cho mình làm thử ra. Ok. Rồi ok, được chưa mọi người? Vì ở đây mình nói là một tuần nữa hiện tượng có rất nhiều hiện tượng nha mọi người. Mình không có thể nào chừa cái hiện tượng nào cả. Đó, ví dụ như đây nha. Ví dụ đề thi một số trường các bạn nhìn thấy ở đây với đề thi Nguyễn Đình Thiền nha mọi người. Đây là sự va chạm phải không? Va chạm cái bụng con trái hàng như bị giật di chuyển đó. Hoặc là một số bài tí đủ qua phần chị ông chào mình thấy nha các bạn. Rồi ok, rồi giờ mình mở với mình cái bài mở với mình đề cương với ông tròn ra. Rồi mình qua tiếp với ông tròn. Mình ôn sơ sơ động lượng này. Ai nhưng mà nhớ về giao động lượng nha. Trọng tâm một kỳ 2 là động lượng và cơ năng. Nhớ nha, trọng tâm là động lượng và cơ năng nha các bạn. Chú ý nha. Con có được dụng thi chưa? Dạ đâu. Dụng thi chưa? Thi cái bài nào? Động lượng. Chỉ thi cái động lượng thôi hả? Không thi cho trọng tròn luôn. Rồi, thi khai sướng vậy? Siêu vậy? Bỏ động năng. Bỏ động lượng, thi động năng. Bỏ động lượng, thi động năng. Có thể có nghĩa là dụng thi chưa? Quá chiều. Rồi, không biết gì ông trò, nhanh chóng lên đi trả bài. Chuẩn bị trả bài công thức gì ông trò. Đủ kêu rồi. Có ai làm cái lực đàn hồi của là sao? Có ai đi lực đàn hồi là sao? Chắc là thiếu thì quá. Nhanh chóng lên nhé. Mình có cả chặt tao coi ném kiếm. Mình muốn tự xử mày không? Mày không nói tao
thì mấy thế cháu mày có tham gia cái nhóm nhau mày đi xin nào đó thì tôi biết rồi. Tên muốn hỏi ai là nhưng con không biết trả lời ạ. Ok. Trời ơi, thuộc chưa? Tóc độ dài, tóc gót tóc độ dài là tiêm thêm dài. Nhiếp vào cái gì? Ủa ai đó mày thầy em đó đâu? Thôi thầy biết rồi, thôi thầy tu ngoan rồi. Tắt cái đó rồi. Tại vì cái thằng nào đó đổ tên lên tôi với ấy á, đó là chùi rồi đổ riết là cuốn khóa luôn tài khoản. Bị một lần từ trước rồi thì mới tắt in chốt chứ. Đúng rồi, tắt in chốt chứ, trời ơi khôn ngoan mọi người. Rồi câu nước đầu tiên Phương Nghi nghe nè, chuyển động tròn có mấy loại giận tóc, có mấy loại giận tóc điều tròn, mấy loại phải hai loại hay ba loại? Hai loại là gì, với loại gì? Dạ, vuông gốc. Có thể là gì vậy? Ngắn gọn. Tự khóc chứ không khóc. Chi vậy? Sao rồi? Là học dữ chưa? Không, ủa học không đứt là không hiểu đứt nói gì cũng học hay quá vậy. Ủa vậy hỏi V vô đứt này V nghĩa là cái gì? Rồi không biết luôn, trời ơi, rồi quá xuất sắc luôn. Vận tóc có mấy loại vận tóc vậy à Minh Thư? Vận tóc gì và tóc gì? Vận tóc gì và tóc gì? Vận tóc gì và vận tóc gì? Vận tóc dài. Ok, vận tóc dài và vận tóc gì các bạn? Vận tóc gốc. Vận tóc dài nghĩa là sao? Nghĩa là mình xét trên cái chiều dài đường đi của nó, hay nói khác là xét trên cái cung gì vậy? Cái cung tròn. Các bạn nghĩ là đi trên cái cung tròn được quãng đường cung tròn là bao nhiêu thì nó là vận tóc dài. Còn vận tóc góc là gì bạn ơi? Xét về cái gì bạn? Góc quay của nó à. Ok, rồi. Vậy mình ngó lên các bạn. Rồi cho mình biết coi vận tóc dài được xác định bằng công thức gì vậy cô gái? V bằng gì? Ok, V bằng delta S sin t, hay nó khác là gì các bạn? Ví dụ ban đầu vật nằm ở vị trí A, nó đi di chuyển đến vị trí gì bạn? Vị trí B. Đúng rồi, từ A đến B
thì khi đó vận tốc dài của nó được xác định bằng công thức V. Công thức 1, V bằng gì bạn? S chia cho T, hay đây gọi là vận tốc tức thời trong chuyển động tròn. Công thức số 1 thì chưa mọi người. Ok không? Rồi tiếp. Công thức số 2 nói về vận tốc gốc. Vậy cho mình biết vận tốc gốc hay gọi là tốc độ gốc bằng gì? Omega bằng alpha chia cho thời gian t, chính xác. Ví dụ nó đi từ A đến B thì cái bán kính của chúng ta quét được một góc là alpha, thì đồng nghĩa việc omega bằng alpha chia t. Được chưa mọi người? Rồi tiếp tục tới thằng 3. Thằng 3 là một thằng rất quan trọng mọi người, bởi vì đó là mối quan hệ giữa V và omega. V và omega có một mối quan hệ rất đặc biệt với nhau. V bằng gì? Vậy Lan. Trời ơi, thiệt quá hả? V bằng ok, cũng đúng là V bằng mong R ha mọi người. Rồi, đó là omega nhân R ha mọi người. Ok ha, omega R. Với omega là tốc độ gốc của nó. Ok, rồi, rất được. Thôi nghe ngược lại kỳ lắm, mong rỡ thôi được rồi. Rồi tiếp này, tiếp mọi người cái thứ tư. Rồi công thức thứ tư đó, đó là trước khi đến công thức thứ tư, mình muốn nói mọi người một yếu tố, đó là về mặt vector vận tốc trong chuyển động tròn. Thì vector vận tốc trong chuyển động tròn mọi người ơi, thì nó có phương chiều như thế nào? Phương hay phương sao bạn? Phương gì bạn? Không phải phương góc mà phương gì bạn? Gọi là phương tiếp, tiếp tuyến. Mà đó là tiếp tuyến thì chắc chắn vuông góc với cái gì đây? Bán kính. Ở đây cũng là tiếp tuyến, phương của nó là vuông góc. Vậy người ta nói chuyển động tròn là chuyển động mà vận tốc không đổi, đúng không? Đúng không? Không đúng. Vì sao? Vì sao? Vì sao đúng? Vì nếu như nói là vận tốc á, là về vector có hai yếu tố là hướng và độ lớn. Vậy thì hướng phải không? Không. Hướng nó thay đổi liên tục. Có điều nếu trả lời đúng á thì nó là chuyển động tròn đều là chuyển động mà tốc độ dài của nó hay là tốc độ trung bình của nó không đổi. Các bạn nhớ không, cái tốc độ dài không có trung bình không đổi. Tốc độ là chỉ nói về mặt độ lớn. Còn khi nó nói vận tốc thì có cả vector. Ok các bạn. Thì mọi người nhớ những đại lượng vector ha. Ví dụ là đại lượng học vector trong cái học kỳ 2 nữa các bạn. Cái này vừa học vector. Nào mới học. Cái gì mới làm bài nãy? Cái gì các bạn? Động lượng. Đúng rồi, động lượng là lượng vector ha mọi người. Chú ý cái đó. Rồi ok. Được rồi các. Được không? Được không? Vậy cho ai biết nha, gì ở đây nó thay đổi về mặt hướng vận tốc thì đã là thay đổi về vận tốc thì nó có đại lượng gì đặc trưng cho sự thay đổi về hướng này cô gái? Cái bên chân tên chị Đạt. Mai, ok, Mai. Đặc trưng sự thay đổi về vận tốc nó là cái gì? Nó gọi là cái gì? Đại lượng gì đặc trưng sự thay đổi về vận tốc? Cái gì? Trời ơi, đừng nhìn lên đây, nhìn lên đây nè. Nó gọi là cái gì vậy? Thay đổi vận tốc nó gọi là cái gì? Đại lượng gì đặc trưng cho sự thay đổi vận tốc? Đại lượng gì? Tại thế là chưa vậy, thế là chưa, nó nói là không nghe gì hết. Hả? Nói gì không có nghe? Ừ, không có nghe thiệt á. Đại lượng gì đặc trưng sự thay đổi vận tốc? Mình học từ chương thứ 2 rồi. Đại lượng gì bạn? À, nó là gia tốc. Được chưa? Mà gia tốc trong trường hợp chuyển động tròn. Nghe. Gia tốc trong chuyển động tròn có đặc trưng sự thay đổi tốc độ không? Không, thay đổi về gì? Về hướng vận tốc. Và người ta gọi gia tốc này với một cái tên là gia tốc gì các bạn? Gia tốc hướng tâm. Và vì sao hướng tâm? Bởi vì hướng của gia tốc này luôn hướng vào gì các bạn? Hướng vô tâm. Đó, nó luôn hướng vô tâm mọi người. Gọi là gia tốc hướng tâm. Và gia tốc hướng tâm trong vùng chuyển động tròn có thay đổi không? Có đổi không? Không đổi. Và giá cuốn tâm được tính bằng công thức gì vậy? Vậy mà có người mà bằng gì mà? Ok, V bình chia R bằng gì nữa? Ok, O bình nhân cho R. Ok, good.
Rồi ok. Ngoài ra một công thức cuối cùng đề phòng mấy bạn, đề phòng thôi mọi người. Đó là công thức về chu kỳ quay. Chu kỳ nghĩa là gì các bạn? Nghĩa gì? Chu kỳ nghĩa là thời gian quay ngược một vòng. Đúng không? Chu kỳ quay là vòng điện cũ. Còn tần số là gì? Số vòng quay được trong một giây ngược lại ha. Rồi ok, vậy chu kỳ T bằng gì các bạn? T bằng gì? T bằng gì ok? Đúng rồi, T bằng gì? 1 phần F bằng gì nữa? Ok, very good ha, 2pi chia omega. Đúng vậy. Wow, xuất sắc. Và đây xem được omega bằng gì mọi người? 2pi gì? 2pi em. Hoặc là 2pi chia T ha. Ok. Rồi, đó là công thức cơ bản nhất. Mình sẽ ứng dụng này làm một số hoạt động như sau đó. Rồi, mọi người gửi vô đi mình đi. Rồi, động học trong chuyển động tròn. Hôm trước chúng ta nên dừng lại ở cái câu câu ví dụ ấy nhỉ? Là nhiều câu bên dưới đúng không? Ok. Rồi, bây giờ chúng ta mình câu số 5 các bạn. Câu số 5. Câu số 5 trang số 7. Rồi, câu 5 trang 7. Câu 5 trang 7. Một chất liệu chiếc đồng tròn với đường tròn bán kính 5cm, L bằng 5. Tốc độ góc không đổi, tốc độ góc đơn vị là gì vậy? Là gì các bạn? Góc chia thời gian, mà nhớ góc ở đây đơn vị phải là radian. Ok. Rồi vậy omega bằng 4,7 radian trên giây. Hãy tìm tần số và chu kỳ quay. Rồi vậy như đúng rồi. Bây giờ tính tần số sao vậy? Bây giờ cho bán kính R này, cho omega này, muốn tìm được tần số mình tìm sao? F bằng gì? Đang hỏi như F bằng gì như? Có omega này, F bằng gì? Ok, chính xác ha. Omega chia cho 2pi. Rồi, tính các bạn ơi, như vậy bạn. Bấm lên cái như lên, tự bấm cái như lên. Ok, 0,75 đơn vị là gì như? Trời ơi, đơn vị tần số gì? Tần số là nghe tại FM mega gì? Mega hẹt đó mọi người, Hz. Alo, ok rồi. Rồi tiếp. Chu kỳ bằng gì nữa? Ok, vậy thì cuối hàng 1 từ. À, 1 F nghĩa là bằng 4 phần 3 giây. Rồi ok, câu A quá dễ. Câu B, hãy tìm vận tốc tốc độ dài trên trung tâm và biểu diễn vector tốc độ dài sau 1/4 chu kỳ. Rồi ok. Câu này Lan ơi, Lan ơi. Rồi, làm thử Lan. Bây giờ muốn hỏi tốc độ dài tìm sao tốc độ dài Lan? B bằng gì? Đúng chính xác, omega nhân r. Trời tưởng nó không r, cái gì không nhớ, cũng omega là gì. Rồi omega bằng mấy? Thay sức thầy. Rồi r bằng mấy? 0,5, không nghe không được. Đổi ra mét đi. Ok, 0,5, rồi bao nhiêu này? 0,235 đơn vị là mét trên dài. Ok, good. Rồi, tiếp đó là tốc gì của tốc dài. Rồi, tốc 5 bằng gì ạ? Lan, tiếp cùng Lan. Ok, A ứng tâm bằng B bình chia cho L. Rồi, thay số vào như này rồi. Nhớ, hãy thử ước vị sang mét nha. Các bạn, những câu này có thay số mà làm thôi, không có gì hết nha mọi người. Dưới Lan. Hai mươi hai phớt không chín đơn vị là gì vậy Lan? Được rồi.
Rồi 1,1045 ha, 1,1045 đơn vị gì ạ? Mét trên dây bình rồi. Rồi nghe. Bây giờ đề bài hỏi hãy xác định xem đó là vận tốc vector vận tốc cách 1/4 chu kỳ chuyển động. Vậy thì một chu kỳ là quét được bao nhiêu cái vòng tròn? Một vòng tròn, biết vòng tròn nhiêu độ không? 360. Vậy 1/4 vòng tròn nhiêu độ biết không? Nhiêu bạn? À 90 độ, ok. Vậy có phải nhìn lên ở đây làm cách đây là hai vị trí. Ví dụ mình nhảy hai vị trí này. Lúc này vật đang quay theo chiều nào bạn biết không? Nếu là cho đi từ điểm A điểm B. Biết quay chiều nào không? Ngược chiều kim đồng hồ. Nên vận tốc ở đây mình phải vẽ như thế nào bạn? Vậy sao? Vậy hả bạn? Nó phải tiếp tuyến với lại đường tròn, nghĩa là vuông góc với gì các bạn? Vuông góc với bán kính. Nên đây là V gì đây? V gì bạn? V à. Rồi, vậy đầu tiên và cách 1/4 là một góc 90 độ. Vậy V này V gì các bạn? V gì? V B. Dễ vậy đúng không? Góc vuông rồi đó, đúng không? Đúng rồi. Đúng không? Đúng không bạn? Đúng không? Đúng. Đúng. Ừ, giỏi quá. Sẽ bé. Biết sao sai không? Bởi vì chuyển động tròn đều là chuyển động mà tốc độ không đổi. Nghĩa là độ lớn vector này nó phải sao bạn? Bằng nhau, ok. Dễ dài hơn không được, dễ ngắn hơn cũng không được luôn. Mà phải dễ sao bạn? Bằng nhau. Bởi vì đó là chuyển động tròn đều. Được chưa bạn? Nhớ nha bạn. Được chưa? Vẽ hình chú ý một tí nè. Không được đâu, không. Gớ bạn không buồn. Không được đâu, bị ngờ. Ủa, không chuyện gì? Hỏi. Chuyển động tròn là chỉ là quỹ đạo hình tròn. Còn tròn đều là nó sẽ có tốc độ không đổi. 12 trên 4 một chỗ. Ủa, nếu đó là friend cũ của đồng nam nghe nam đang bổ sung luôn nhớ rồi. Chuyển động tròn chỉ là quỹ đạo với hình tròn thôi, còn không đổi là tốc độ nó không đổi. Nhớ tốc độ không đổi, tốc độ dài không đổi, tốc độ lớn thì tốc không đổi. Câu C, biết rằng có lực làm cho vật di, có một lực không đổi làm cho vật chuyển động theo quỹ đạo tròn. Nghe nha, nghe nha. Biết rằng có lực làm cho vật không đổi. Đúng rồi, ok. Làm cho vật lực không đổi làm cho vật chuyển động theo quỹ đạo tròn. Nghe kịp không? Có một lực làm cho vật chuyển động theo quỹ đạo tròn. Được không bạn? Từ vị trí A đến vị trí B đúng 1/4 chu kỳ. Ok. Ok. Hãy xác định hướng của đường này. Và cụ thể, biết rằng lực này tác dụng trong khoảng thời gian T bằng 0,1 giây. Ông quên đâu cần. Sao vậy? Biết rằng năng lực này làm cái chuyển động, ok ha mọi người. Hãy tìm độ lớn đi. Có một lực không đổi không nha, cái lực không đổi là lực không đổi à, không đổi. Làm cho nó thay đổi hướng, hãy tìm độ lớn. Biết không? Rồi ra câu này có một cái cách hỏi dễ hơn. Là gì? Coi, nghe này. Nghe. À, câu này không khó, nhưng ngồi phải hiểu được một vấn đề. Có phải rằng vận tốc một khi có vận tốc một khi có sự thay đổi, nghĩa là phải có lực không các bạn? Nghe nè Trần ơi. Vận tốc một khi thay đổi nghĩa là nó có lực. Đúng rồi. Vì sao thầy có nhận định đó? Do gì? Vận tốc thay đổi sẽ có lực là do lực là sao thầy nói vậy các bạn? Cụ thể thay đổi vận tốc nghĩa là thay đổi là lượng gì?
thay đổi vector vận tốc, nghĩa là thay đổi gì vậy? Thay đổi gì mình vừa học? Gia tốc đúng à, nhưng đó là cách phát biểu cũ. Phát biểu mới á là thay đổi vận tốc, nghĩa là thay đổi gì bạn? Thay đổi động lượng. Mà khi có sự thay đổi động lượng, nghĩa là có sinh ra lực cùng. Bởi vì định luật 2 Newton theo dạng 2 là dạng xung lượng. Đúng không bạn? Vậy thì lý do gì làm cho tạo ra lực, mọi người ơi? Rồi ok, vậy nếu như mình viết cụ thể mình nhân chéo vận tốc lên cho người dễ nhìn thấy bạn, thì có phải nguyên nhân làm thay đổi chuyển động chính là do sự biến thiên gì các bạn? Biến thiên gì? Biến thiên động lượng. Và hướng của lực tác dụng chính là gì luôn? Chính là hướng của biến thiên động lượng. Đúng không các bạn? Hình dung ạ? Nghĩa là hướng của lực tác dụng cũng chính là hướng của biến thiên động lượng không? Vì hai vector mà, hai bên dương hết. Vậy bài này nó hỏi một cách dễ dàng, hãy xác định biến thiên động lượng trong không gian này. Các bạn ơi, ban đầu vector hướng dậy thì động lượng hướng sao? Y chang. Ban đầu vector hướng dậy, động lượng hướng sao? Y chang luôn. Vậy hãy tìm biến thiên động lượng giữa hai này đi. Các bạn, rồi ok. Đó, câu C các bạn, câu C mới thêm vô. Rồi lúc này biến thiên động lượng là như thế nào ạ? Rồi như nào biến động lượng các bạn? À, VA nè, VB. Vậy có phải biến thiên động lượng giữa hai điểm này chính là bằng B với bạn? BP trừ B gì? Trừ BA không? Ok không? Đúng không bạn? Vậy đây là hiệu vector ha mọi người? Hiệu vector. Vậy mình ghép hai vector này để tìm hiểu vector, ghép hai vector về đâu bạn? Vậy cùng một hướng trước. Biết đã, ok không bạn? Vậy có phải BA mình hướng sao vậy đi? BA nó hướng sao bạn? BA đang hướng sao? Đang hướng? Hướng lên không? Đúng không? Đúng không? Còn thằng BB đang hướng sao bạn? Động lượng P đang hướng sao? Hướng sang tay tay trái. Đúng rồi, VA thì hướng của nó giống VA, VB thì hướng của nó giống BB. Vì hai hướng này. Vậy ở đây người ta không hỏi điều này. Người ta hỏi các bạn gì các bạn? Nó hỏi mọi người là hãy tìm hướng của lực. Thì có phải là PP trừ BA không? Mà BA đây ok giữ nguyên hướng. Nhưng cái này nó không có cộng cho BA, mà nó đang cộng cho gì các bạn? À, nó đang làm một nhiệm vụ là cộng cho trừ BA. Vậy nhiệm vụ mình mới làm gì? Đảo ngược nó xuống. Vậy thì trừ BA hướng sao bạn? Trừ BA hướng xuống. Đúng không ạ? Và khi cộng hai vector này lại, chúng ta thấy rằng là có một lực hướng như thế nào ạ? Nghĩa là BB ạ. Hướng như thế nào bạn? Hướng như thế nào ạ? Nó chính là đường. Đường chéo. Đây chính là hướng của delta gì bạn? Delta B. Đúng chưa mọi người? Và lúc này hướng của delta B chính là hướng của ai luôn ạ? Hướng của trùng hướng của gì bạn? Cực F. Vì theo định luật 2 Newton. Hình dung chưa ạ? Được mọi người ơi, ok. Được bạn. Vậy đáng ra bé này phải di chuyển thẳng. Nhưng không, đang di chuyển thẳng có một thằng kéo nó xuống làm nó bị bẻ cong chuyển động mọi người. Làm cho biến thành hướng này không? Đến đây đi thẳng đều, ví dụ này là VA, đến đây đi thẳng thẳng vậy. Nhưng bỗng nhiên có một lực đang kéo xiên lại, làm cho nó sao bạn? Đảo cong chuyển động. Hình dung mà. Được mọi người, ok các bạn. Đó, thì đó đây là lực của nó. Đúng không bạn? Vậy về mặt độ lớn thì BA và BB có thay đổi về mặt độ lớn không? Không. Nghĩa là về mặt độ lớn thì động lượng trong dòng đều, động lượng về mặt độ lớn không đổi. Nhưng về hướng đổi không? Có, nghe kỹ nha, trắc nghiệm đó mọi người. Trắc nghiệm nha. Độ lớn không đổi nhưng hướng động lượng đổi không? Đổi à. Vậy đây, độ lớn BA bằng BB. Vậy chẳng qua lúc này delta B thầy viết lại là bằng BA căn 2, các bạn chịu không? Biết sao gì không? Dũng gì là BA căn 2 biết không? Dùng biết bạn? Pythagore. Cạnh này à, là bằng bình phương BA bình cộng BB gì bạn? Bằng căn của gì bạn? BA bình cộng cho BB bình không? Đúng rồi, Pythagore nè, delta B bằng căn BA bình cộng BB bình đúng không bạn? Vậy thì lấy căn là hai lần rút ra.
Đố bạn được, ok. Và có phải lúc này độ lớn này mình được là MV căn 2 không? Nếu người ta kêu bạn xác định lực thì biến thiên động lượng bằng gì bạn? Lực nhân gì ạ? Nhân cho thời gian. Đố bạn, nhân thời gian. Mà cụ thể cho mình biết đi, nếu như đi từ A đến B này nè, thời gian mất bao lâu các bạn? Thời gian mất bao lâu biết không? Biết chưa? Biết. Nó là mấy lần chu kỳ ạ? Mấy lần chu kỳ bạn? À, 1/4 chu kỳ. Chu kỳ tính được không? Được, mới tính nãy xong. Khối lượng ví dụ để cho thêm 1kg nhé nè, thì các bạn hoàn toàn tìm được cái lực mà nó khiến cho mình dễ hướng không? Hình dung được không bạn? Được ạ. Đó hả? Đây là một câu phát triển của nội dung này, liên quan luôn cả động lượng, đúng không bạn? Thì ở đây ha, mình nói lại cái trọng tâm ta cần nhớ là gì? Nó là về mặt độ lớn trong chuyển động tròn, động lượng có thay đổi không ạ? Không đổi về mặt độ lớn. Nhưng hướng của động lượng có thay đổi không? Có. Đó là ý thứ nhất. Đó là đây, động lượng có thay đổi về mặt độ lớn hay không? Có không bạn? Không đổi về độ lớn. Nhưng có đổi về hướng không? Thay đổi về hướng. Đó là kết luận đầu tiên. Kết luận thứ hai làm cho các nhà khoa học nghĩ ra được thêm một yếu tố nữa. Mọi người ơi, vậy thì vật di chuyển theo chuyển động tròn nghĩa là thay đổi về hướng, đúng không bạn? Vậy thì thay đổi vận tốc thì bắt buộc phải có cái gì kèm theo? Một khi thay đổi về mặt vận tốc phải có ai gây ra các bạn? Ai làm là nguyên nhân? Lực gây ra. Và bài sau chúng ta học với lại cái lực làm cho vật chuyển động tròn, người ta gọi đó là lực hướng tâm. Học bài sau ok không ạ? Đó bạn ơi, từ nguyên nhân này thì chúng ta dẫn đến lực hướng tâm khiến cho vật chuyển động tròn, chứ phải khi không chuyển động tròn đâu, mà phải có một lực nào đó khiến cho nó chuyển động tròn. Và lực hướng tâm là gì ha? Bài sau sẽ đó. Được bạn rồi, ok. Rồi, em có xem một lần ghi y chang là mình ghi chang vậy, ghi giống mình. Câu C ghi giải là chính hả? Xong rồi, người xong câu C 10 là thầy câu 8 đi. Đi được từ đây đến đây có phải là 1/4 chu kỳ không? Vì một chu kỳ là hết một vòng tròn. Ở đây chúng độ là 1/4 chu kỳ. Thưa thầy có là trên chu kỳ. Ok không? Cần một bạn nữa làm dùng thầy câu số 8. Và một bạn nữa làm dùng thầy câu số 2 trang số 9. Và một bạn câu 8 trang 8, một bạn câu 2 trang 9. Các bạn còn lại mình làm bên dưới luôn đó.
câu 2, câu 8 trên 8. 8 trên 8 à. Lan là 8 trên 8. Có mấy hồi dễ lắm, tự làm được mà. Vẽ hình ra, tưởng tượng, nói rồi. Mọi bài toán đều là một cái câu chuyện nhỏ trong đó nha. Nên mình phân tích câu chuyện tí là được. Hả? Cái gì? BA là vận tốc á, vận tốc dài nãy á. Ở câu đầu tính rồi đó. V bằng omega nhân R đó. Chưa có M thì đấy là thầy chỉ giả bộ thôi. Đấy là đến đề cho thêm M thì tự tính lực lực. Đấy cho thêm khối lượng. Rồi câu 8, câu trang 8, câu 2 trang 9. Đây là 2 trang 9. Ok, đứng đá nhẹ nhẹ thôi. Đi nhẹ nhẹ thôi mà. Sao mọi người đi không bị mà ngủ nó đi bị. thầy nghĩ là học đó. Mẹ lên Lan ơi, nhanh chóng đi. Go mọi người ơi. Mình còn ôn thi nữa nha. Lấy được cuối giờ mình sẽ ngồi làm bài ôn thi nữa. À không, ý là làm bài ôn thi là sửa chứ không phải là kiểm tra mọi người làm gì vậy. Cái đúng rồi. À nó dùng máy tính luôn. Thank you. Rồi go. Có cái gì để tối thiểu bạn nhìn trên cái bàn á, nhìn trên cái bàn á, nhìn bàn á. Các bạn nào làm xong câu đó rồi, các bạn coi trước dùm mình bài toán vệ tinh thiên thể. Ví dụ 3.1, 3.2. Rồi hay đi lên để dễ xong hai đứa xong nha. Làm đi. Đáp án là tao không sai á, cứ làm cho tao còn người. Con gái. Thôi làm bài.
xí. Làm đi, làm đi, làm đi. R là mét đúng rồi. Tại sao 1,2 trừ 0,4 vẽ giùm thầy cái hình MN đang nằm như thế nào? Ở trên vòng tròn được không? Đúng vậy. Vẽ thầy cái vòng tròn đi, chứa hai điểm MN, vẽ thầy cái vô lăng á, vô lăng mà. Thầy vẫn không hiểu vì sao nghĩ được hai nó trừ nhau luôn. Đúng rồi, cứ tiếp tục đại đi. Vẽ vòng tròn đại đi, vẽ đại đi, xấu được. Kệ đó. Rồi ok, rồi cho thầy biết điểm M đâu, điểm N đâu, thử à. Điểm M nằm ở ngoài cùng, đúng không? Ok. Điểm N nằm đâu? Tâm O đâu, vẽ tâm O ra. Rồi ok, tâm O. Vậy điểm N nằm ở đâu? Điểm M nằm ngoài, còn điểm N thì chắc chắn nằm đâu trên vô lăng. Nó vẫn trên vô lăng thì chắc N nằm đâu? Nằm trong hay nằm ngoài? Ừ, nằm trong thôi, vậy đại điểm N coi. Vĩ đại chấm đại điểm lên N. Chấm bên trong, ừ chấm đi. Vậy khi quay vô lăng điểm N sẽ chuyển động theo quỹ đạo gì? Quỹ đạo hình tròn mà là một cái vòng tròn nhỏ bên trong đúng chưa? Rồi vẽ vậy dài, vẽ dài vòng tròn nhỏ bên trong đi. Vĩ đại với chấm đi. Ờ, đúng rồi. Rồi người ta bảo gì vậy? À, người ta bảo là hai điểm MN cách nhau bao nhiêu mét? Hai điểm MN cách nhau bao nhiêu? Bán kính hai này cách nhau bao nhiêu? Nằm trên cùng bán kính nữa. Và thẳng hàng với tâm luôn á. Ôi, người ta hỏi gì? Tỷ số gì? Tỷ số bằng tốc độ hồi tốc dài của cây kim. Của cây kim gì đây? Kim giờ, kim phút của hai đầu kim đó là omega giờ chia ra. Kia không? Cái xong kia là đông hay là biết tăng cùng mấy thứ là sao? Là cái đó là tôi cho cái quyền chọn mấy thứ là gì? Mấy thứ là ngoài là đông 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 khi nó mà nó quay thì giờ nó quay thì biết là bạn biết đấy. Ờ thì cái này là đúng luôn. Ok. Rồi. Cái đó là gì? Điểm mà có vận tốc dài là như các bạn ơi, bạn làm xong chưa vậy? Dạ chưa. Tôi nói hoài vậy. Vô tội vạ, tàn chế không à. Cái này hỏi bán kính là tính từ ngoài vô hả? Ừ, tính từ đây cũng có chưa? Chưa thì ghi được thầy LM thôi, đừng ghi gì thêm hết. Rồi ok, người ta còn cho mình gì nữa? Thầy ra không bao giờ được ghi mà không có dữ kiện gì để ghi hết đúng không? Không có dữ kiện để ghi đại vậy, cơ sở ghi chứ. Rồi tiếp này gì nữa? Rồi chính xác VN bằng gì? Ok, đứng ra rồi, ok. Rồi, tiếp diện phải là bao nhiêu? Bốn bằng nhiêu? Thôi bốn bằng gì? Nhân R gì? À, RN, ok. Chỉ có nhìn đi, có phải đề nó còn cho bạn 40, biết 40 này bằng gì không? Hai cái R trừ nhau. Phải không? 40 phải là RM trừ RN không? Ờ, bây giờ muốn tìm cái đó ra, mà omega mình có cần thiết không? Vậy mình cần làm điều gì biết không? Không cần omega mình phải làm cái gì? Chia cho đi hết. Mỗi thằng nhiều này rồi. Rồi cái vế này chia với này được không? Cái hai vế cho mình chia mình phải vài. Ờ, omega mất chưa? À đúng rồi, mà mình tính được thằng đờ này theo đờ kia không? Ờ, vậy thì mở bằng gì? Bằng gì?
Ừ, hình như đáp án sai, bắn không cái phần cấp lớn kinh rồi, không biết làm gì sao. Ra mơ tổng đi. Ra mơ đang bắn đi. Không, con nó 18. Rồi mình tránh cái việc là bài đã học rồi mới làm được nha. Đề thi không phải lúc nào cũng ra y chang như mình học các bạn. Như thầy dạy cái chị 12 á, cái chị bảo thầy ơi bài này chưa dạy, thầy mà ra cái đề mà y chang được mỗi dục á là thầy vô tù rồi. Thầy lên báo rồi, biết không, biết có nằm ở đề sinh học y chang cho mình dâm không, biết không, có nằm báo đăng quá trời luôn rồi đề thi y chang luôn á. Thầy ra đề y chang thầy lên báo, thầy nổi tiếng rồi. Đúng rồi, hai đầu tiếng thì ăn cơm nhà nước rồi. Cơm nhà nước con. Ẩu. Rồi. Cái gì vậy, ai nói gì đó? Tuyệt vời, tuyệt vời. Không có, mình là công dân lương thiện. Rồi, đúng rồi, đang ơi. Đúng không vậy? Rồi thôi. Của rác trên dây nữa. Nãy giờ có cái gì liên quan đến rác đâu mà đưa người rác chứ. Mày lấy cái đưa người là vùng sóc mà liên quan gì rác đâu. Rồi mọi người. Rồi nhìn lên mọi người, hai bạn làm chính xác rồi. Trời ơi, nhưng mà bạn đang làm cực quá. Cái vấn đề là gì? Mình hãy phân tích tập đề mình nói rồi nha. Mỗi đề là một câu chuyện vui mình nói nha. Rồi. Rồi nhiều người coi mọi người. Vậy bây giờ điểm M, điểm N. Người ta bảo M và N là hai điểm nằm trên một chiếc vô lăng. Biết vô lăng không? Nhỏ quá trời á, cái vô lăng đó mọi người, đúng không bạn? Đúng không vô lăng? Và hai điểm này nằm trên cùng gì các bạn? À, cùng một bán kính của vô lăng. Đây, bán kính đây. Được không ạ? Điểm M nằm đâu? Nằm ở ngoài cùng. Điểm N nằm đâu? Chắc chắn không thể ngoài vô lăng rồi. Nằm trong vô lăng, điểm N nằm đây. Vậy thì khi hai điểm nằm trên một cái dĩa quay á, thì hai hình này có cùng gì, mọi người còn nhớ tuần trước mình nói không? Nó cùng trên một dĩa quay thì hai này có cùng gì các bạn? À, có cùng tốc độ góc omega. Mọi người nhớ cái gif phong thủy mình cho mọi người coi không? Nó quay vòng vòng mọi người. Đúng vậy, cùng tốc độ góc. Vậy thì mọi người ơi, vậy điểm N nó cũng đang di chuyển theo quỹ đạo mình gì các bạn? Hình tròn. Đúng vậy. Vậy mọi người, người ta không cho các bạn bán chính kỷ mà nó cho mọi người rằng là điểm M cách điểm N bao nhiêu xa các bạn? À, khoảng này là 40. Vậy mình tư duy toán học chúng ta thấy 40 có phải bằng bán kính M trừ bán kính N? Đúng rồi, ok.
Và đề cho mọi người gì ạ? Nó cho các bạn vận tốc điểm M, VM nè, bằng omega RM là bằng 1.2. Omega RM, chính xác. Cho VN nè, omega RN 0.4, omega RN, chính xác luôn. Nhưng chúng ta không có bất kỳ gì hết, RM không có, omega không có. Nhưng bài toán này có cần omega chứ chưa? Thấy giống nhau gì vậy bạn? Giống nhau gì vậy? Omega. Vậy muốn triệt tiêu bất ẩn, ta làm điều gì là đẹp nhất? Là như vậy, lấy vế 1 chia cho số 2, chia vế như thế. Mình có 1.2 chia với 4, omega omega mất, RM chia N. Đúng vậy, mà bạn thay vào RM có phải chính là RN cộng 0.4 không? Đúng vậy, RM bằng RN cộng 0.4m. Đúng vậy, vậy bạn nhảy lên RN. Ok không? Có RN thay vào trong công thức số 2. Đúng rồi, thay vào công thức số 2. Chúng ta có omega bằng 0.4 chia cho kính nào? À, đấy là chỉ rồi mới tốt nha, được không giờ? Ok nha. Rồi con đồng hồ đúng rồi, đúng như vậy, đúng là nước lỡ quá. Sao thì nó có một chỗ dài nha. Chu kỳ giờ là 12 giờ, good. Rồi đúng. Chu kỳ phút là 60 phút, đúng luôn. Rồi, mà từ chu kỳ ta hoàn toàn được omega bằng cách 20 chia gì vậy bạn? Chia T. Rồi bạn làm nhân gọn luôn, bạn lấy tính V thẳng luôn. Thật ra bạn này không cần tính V luôn, thay thẳng luôn được không bạn? Thay thẳng luôn được không? Được không? Được luôn đúng không? Được, còn có VH, V giờ chia V phút bằng gì vậy bạn? V bằng omega giờ nhân cho R giờ chia cho omega phút nhân R, R phút. Và giả bộ phút trên omega giờ, omega phút mình tính rồi là 1 phần mấy đây? 1 phần 10, 12. Thì bán kính giờ là bao nhiêu vậy ạ? 3 chia mấy? 3 chia 4. Bạn ra bán kính chèo luôn. Cũng được ha, các bạn được. Tính liền, tính là sợ sai thôi. Thì sợ người sai thôi, không người lấy lệ luôn. Ok, cũng được, tùy tỷ lệ, để không hỏi tỷ lệ gì chứ gì, tính gì mình hết. Được không bạn, ok không nhỉ? Ok, tùy đi mọi người. Các bạn sau đó mọi người coi đọc đề bài số 1, coi tứ tự hành tinh đi mọi người. Quý vị đâu không, các bạn chừng nào thi được đàn hồi là sao? Ủa, tiếng trường chân thế nào không nào ạ? À? Động lượng, động năng lượng hả? Động năng, cơ năng hả? Hiệu suất, động lượng hả? Ok, vậy thì chắc không thi đại hội đâu, tại vì nhiều lắm. Thế là nhân quê động lượng giờ sống chậm quá. Ok, cơ năng, chậm bây giờ. Ủa tưởng tuần 3 tiếng là thầy tưởng thầy bay đó. Tuần 6 tiếng này mà chậm. Một tuần 6 tiết lý hả? Lý 3 bài tập. Trời ơi, trường chuyên lý hả? Ê, nó bằng tiết lớp chuyên trường thầy đó. Lớp chuyên lý như thầy có 6 tiết tuần lên. Còn lớp tuần nữa là không có 2 tiết tuần nè. Đúng không? Ủa 3 tiếng 2 tiếng? À 3 tiếng chuyên trường 6 tiết thôi. Lớp chuyên trường lý không có 6 tiết tuần rồi. Sáu tiếng thanh toán nữa nè, một phần lớp kia mà thầy có sáu tiếng rồi, lớp con lớp bốn tiếng đúng không? Thì bốn tiếng là ok, thầy thầy thấy áp dụng cái công thức mà còn nhiều phút vui thầy dạy mới á, cái đó học sinh dễ nhớ mà. Đó là cái cô giáo gì mà cũng được. Được chưa? 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 Được chưa?
Đúng rồi, elip anh, elip gần tròn các bạn. Ok, nhưng ở đây thôi, cho đi vòng tròn. Vì đi học phải tròn rồi, đúng không? Vì không học vào elip các bạn. Rồi, ok. Ví dụ 3.1. Coi các bạn nhìn đó bạn. À, một vệ tinh nhân tạo của trái đất. Đó bạn ơi, có độ cao 300 km. Ok bạn, rồi. Đây là trái đất. Vậy hơi xấu. Đúng rồi, ok. Một vệ tinh nhân tạo quay quanh trái đất. Rồi, ok, vệ tinh nè, vệ tinh. Rồi, vệ tinh hả bạn? Rồi, cái vệ tinh này nó có độ cao là nhiêu mét các bạn? 300 vậy bạn? 300 km. Và chuyển động với vận tốc 7.9 km/s. Vậy thì cái tốc độ này là tốc độ dài hay tốc độ gốc? Dài gốc. À, tốc độ dài của nó có giá trị là 7.9. Rồi hỏi hãy tìm tốc độ gốc, tìm được không? Biết rằng bán kính đất là 6.400 được không bạn? Được. Có tốc độ dài rồi, để tìm tốc độ gốc omega bằng gì bạn? V chia R. Rồi quan trọng nè, V đơn vị là km trên giây thì để luôn km được không? Được. Nếu thầy để km thì bên dưới bán kính phải là đơn vị gì? Km. Rồi ok. Vậy R mấy? 6.000 mấy bạn? À, 6.400 km. Đúng không? Sai. Vì tâm là tính tâm từ đâu? Từ tâm trái đất tính ra. Đây là R trái đất. Đó bạn. Thì cái bán kính này nó phải bằng R trái đất cộng thêm gì các bạn? Độ. Độ cao h nữa. Vậy là 6.400 cộng cho mấy các bạn? 300. Rồi bao nhiêu vậy? Bao nhiêu bạn? Nhiều như 1.18 nhân 10 mũ trừ 3. 1.18 nhân 10 mũ trừ 3. Rát trên trời. Rồi, rồi, rát trên trời các bạn. Rồi, ok. Ok không? À, rồi. Tìm chu kỳ của omega thì chu kỳ được không? Được không các bạn? Tìm chu kỳ được không? Được. Tìm tần số được không? Được luôn. Hết bài chưa? Rồi, các bạn tự tìm chu kỳ tần số thì mình nghe. Xong câu này các bạn nào mình ví dụ 3.2 nha. Xong câu này ví dụ 3.2 cho mình cái nha. Rồi, ví dụ F2, đọc đề làm tiếp mọi người. Nam ơi, Nam ơi. Bấm 2, Nam ơi. Rồi, mặt trăng quanh trái đất là gần tròn. Thời gian trái mặt trăng quay một vòng trái đất khoảng 27,3 ngày. À, đây là trái đất, đúng không bạn? Thì trái đất có một vệ tinh tự nhiên gọi là mặt gì? Mặt trăng. Đúng không bạn? Mặt trăng sao mọi người? Rồi, mà người ta bảo là quanh một vòng 27,3 thì cho mình biết 27,3 là gì các bạn? Cái gì của mặt trăng các bạn? 27,3 cái gì các bạn? Chu kỳ quay của mặt trăng quanh trái đất là 27,3 ngày. Đó là ok ha. Đó ok. Khoảng cách trung bình từ tâm trái đất đến tâm mặt trăng, khoảng cách trung bình là bao nhiêu vậy? 385 nhân 10 mũ 3. Hãy tìm tốc độ mặt trăng về mặt trăng. Rồi tìm được không? Được không bạn? Được không? Rồi về mặt trăng bằng gì vậy? Về mặt trăng bằng gì?
Mình đây về mặt trăng bằng gì? Về mặt trăng bằng gì? Để tìm tốc độ mặt trăng thì về mặt trăng bằng gì? Ok, bằng OLL bởi vì đề cho khoảng cách giữa tâm với đất và mặt trăng, chứ là cái này R quay, cái này quay nó luôn rồi, cho R luôn. Thì Omega bằng gì ạ? Omega có chưa? Chưa, nhưng mà mình tính được không? Omega bằng gì? Ok, 2B chi gì ạ? Chi gì? Ok, chia chu kỳ T ha, người ơi, nhân R ha. Rồi, xong. Vậy mình bằng vào ha, 2B. Chu kỳ T đổi sang giây nha các bạn. 27,3. Một ngày mấy giờ? 24 giờ, giờ 60 phút, 1 phút 60 giây, 3 giờ 6 ha. Rồi, nhân bán kính là km. Ở đây nếu mà mình để km hết thì đơn vị phải là km giây. Đơn bạn thôi đổi mét, đơn vị mét giây luôn người. Rồi, 3,8 nhân 10, 385 nhân mũ 3. Muốn đổi km sang mét làm gì nữa? Nhân thêm mũ 3 nữa. Rồi, bằng nhiêu bạn? 102 26. Đơn vị gì vậy? Mét trên giây. Ừ, cũng được. Giá 8,5 thì dễ tính rồi ha. Sao là cô 2 thì 1? Tính giùm thầy, tự tính thầy đến tâm nha. Tự tính nha. Đáp số nhiêu vậy ạ? Gia Bảo nhiêu Gia Bảo? Ờ, kệ, đọc đi. 2,3 mấy giây đúng vậy? Đúng rồi. Ờ, cô quê đúng không? Mấy giây bình chứ hả? Giây đốt mà. Ok. Đúng không? Nhân có nhân 14 vậy? Có nhân 14. Ủa, Gia Bảo? Có nhân 14 không? Trời ơi, không đọc không? Trời ơi. Con cắt cái quan trọng mình, nhân bụng mấy? 14 trừ 3 đúng không? Mấy người mình nhớ nha, mấy quên ghi ra mũ nha. Tên mình làm tròn khúc trên, ghi mũ vô. Rồi, mọi người qua câu số 2 hay 1, mọi người giới thiệu mọi người một cái máy nha, thú vị lắm. Phòng thí nghiệm trọng lực nhân tạo. Rồi, giới thiệu mọi người xíu nè, rồi câu 2 nha. Rồi nếu một tí là người gì làm sao những người phi hành gia người ta có thể luyện tập được để người ta có thể khi lên vũ trụ mà người ta có thể bước chân là mặt trăng của người bước chân bay gì bay luôn rồi làm sao để quen cái môi trường không trọng lực hay là cái môi trường mà cái gia tốc trọng trường của nó yếu hơn đó rồi bởi vì khi gia tốc trọng trường yếu thì lực hút sẽ bạn rất là yếu đó bạn ơi vậy thì làm cách nào để người ta thực hiện điều này thì người ta đưa vào những người đó vào một cái gọi là phòng thí nghiệm trọng lực nhân tạo hay nói khác là một cái bệ quay như này đó bạn cái là cái bệ hơi bể ha rồi rồi khi người ta quay như vậy á mọi người thì lúc này á mọi người lúc này ha theo phương hành đứng thì có gia tốc trọng trường g nhưng khi quay như vậy mọi người biết điều xảy ra không nó sẽ tạo cho những người bên trong này một cái gia tốc gì bạn một cái tốc hướng tập đó là cái trang chuyện làm cho những người trong này tạo một cái giai tốc hướng tâm và khi đó người ta sẽ di chuyển theo đúng cái giá trị của giai tốc hướng tâm đó và giai tốc hướng tâm thì phụ thuộc gì các bạn tốc độ gì tốc độ quay và tùy vào cái tốc độ người ta quay người ta sẽ điều chỉnh được với từng hành tinh một nó sẽ có một giai tốc riêng đó các bạn cái gọi là phòng thí nghiệm trọng lực nhân tạo à đó các bạn thì ứng dụng cái vòng tròn người quay vòng tạo giai tốc riêng và bài đó nó dựa vào câu số 3 câu số 2 các bạn để chuẩn bị bay trên những con tàu vũ trụ các nhà du hành có luyện tập trên máy quay liên tâm máy nãy á máy quay liên tâm rồi rồi các bạn là gì vậy
giả sử ghế ngồi ở cách tâm quay một khoảng 5 mét. Rồi, đây là tâm quay. Đây tâm quay nè. Cái ghế ngồi á, cách cái tâm quay ở khoảng là 5 mét. Và nhà du hành chịu một gia tốc hướng tâm bằng 7 lần cái đó chỗ trường. Cái là A mấy G? A là mấy G à? 7 G. Hãy tìm tốc độ dài thì được không? Được. A bằng gì bạn? A với A gì đây? A hướng tâm bằng V bình chi gì? Chi cho nó R bằng 7 G. Từ đây tìm được tốc độ dài chưa? Đúng bạn? Đúng bạn? Thay vào ha. Được là căn 7 như vậy. Căn 7 R. Đúng chưa? Thế thì omega được không? Được không? Được, có R rồi, omega phải đi R là xong. Rồi từ tính. Tự ra đấy mọi người. Mọi người nhớ đổi từ đội ra ăn đổi sao không? Một bi ra ăn bằng bi độ 18 rồi làm tam suất. Câu nữa là chơi. Sau này là về ví dụ bài giáp 3 nhỉ. Câu này hay lắm nha bạn, có ứng dụng thực tế. Sau này không? Về tính ra bao nhiêu vậy? Cô ra bao nhiêu? Ra bao nhiêu? Ra bao nhiêu vậy? Thì đúng không? Thì đúng không? Thì đúng không? Có gì vậy? Em đến chưa? Như anh Thắng không tính giờ sao không tính ngồi giữa từ hả bây giờ thấy chưa rồi làm đi ba hai mấy trời ơi ngồi giữa giờ thôi Thắng ngồi giữa giờ ngồi giữa tượng giữa giờ nên tiếp theo giảng nè. Rồi để đổi đây là 37 dây lăng trên dây đúng không? Đó bạn rồi ok. Bây giờ người ta bảo là muốn thành vòng trên phút. Thì thật ra mọi người nếu tính vòng trên phút thì không phải tính omega. Mà tính gì biết không? Tính gì bạn? Tính tần số F. Bởi vì tần số F là vòng trên dây. Rồi ok vậy đổi thành này tần ra thành F thì bằng sao bạn? F bằng gì bạn? Omega chia gì? 2 bi tính chứ phải là gì vậy? Máy 0,59 vòng trên gì? Vòng trên dây. Đúng không bạn? Vậy từ 0,59 vòng trên dây, các bạn nghĩ một tí các bạn.
Vậy nhớ nha, vòng trên phút hay vòng trên giây đó thì nó là tần số thôi nha các bạn. Nhớ chưa? Vậy bây giờ từ vòng trên giây muốn thành vòng trên phút làm sao? À thì là vòng. Nhưng 1 giây bằng bao nhiêu phút? 1 chia mấy? 1 chia 60. Mà 059 chia cho 1 phần. Chia cái là nhân các bạn. Nhân nghịch đảo. Vậy nghịch đảo lên không phải là 059 chứ mấy? Nhân cho 60 rồi. Rồi là gì vậy? 35 phải mấy? À 35 phút 4 vòng trên phút. Được rồi. Được chưa? Được chưa? Đó, vậy đó hỏi người vòng trên phút nó phải tần số tần số góc bình thường không? Mà nó là tần số hàng người. Quên hoài ta thì đầu óc cũng vậy này, bị gì á thì cái gì ta? Thôi giờ vậy đi, giờ mình giao kèo với nhau đi nha. Giao kèo với nhau này nè thôi. Có quay phim nè, nếu như tuần sau không mang quà thì vui trà sữa. Okay. Thôi uống không cha hỏi sang vậy. Uống không cha cứu tôi. Ờ mày không mày đâu. Cái lớp 11 á thì dạy thầy mới nhớ, thầy cũng nhớ đâu, dưới 11 cũng cái trang gì mà hơn là thầy diễn tới. Đâu túi là thầy là để nhớ thì cứ mang thêm quà. Đây mà thi cuối kỳ á, một người cuối kỳ sẽ có quà đặc biệt riêng cho mỗi bạn. Quá. Cái quà thì cuối kỳ 1 tí giờ đó rồi. Cuối kỳ quà uy tín quà xịn. Rồi thôi không cả. Rồi bạn ơi, đẹp tiếng bạn ơi. Bây giờ coi giùm mình câu số 3 các bạn. Coi giùm mình câu số 3, chuyển động theo vĩ độ. Vĩ độ. Mệt ghê. Rồi ok mọi người nha. Rồi thì cái này mọi người ơi. Rồi máy này quay theo tốc độ gốc là omega bằng mấy? Trái đất quay đó bạn. À hết 24 giờ thì omega tính được không? 2 mi chia các bạn. 2 mi chia chia tề tính cho mấy mi? Tính gì đó mà echo tính bao nhiêu vậy? Ờ pi phần 43 200 đó. Pi phần mấy? 24 giờ nữa là pi phần mấy bạn? 43 200 giờ. Rồi đây là câu A. Câu A là câu không biết. Nói gì á? Ủa, bỏ dây dưới, bỏ dây dưới. Quên. Sorry. Thầy gì số 6 á, thầy không muốn đổi số 6, thầy để bi cho số đó, nhìn nó cũng đẹp đẹp á. Mặc dù không đẹp lắm. Interesting. Rồi, học điểm. Vậy là biết vĩ độ không? Vĩ độ là cái góc hợp bởi mặt phẳng xích đạo và gì vậy? Một vị trí nào đó là vĩ độ. Đó, ví dụ mình nhìn thấy bạn, đây, cái hình này cái gì? Vĩ độ là gì vậy bạn? Là góc hợp bởi mặt phẳng xích đạo á, là bán kính đất á, ở thằng phần hành ngang. Biết xích đạo không? Biết. Biết xích đạo không? Xích đạo nó cắt cái đất lại là mặt phẳng xích đạo. Các bạn ơi, vì cái góc hợp bởi mặt phẳng này nè, và một cái điểm bất kỳ bên đây, ví dụ ta gọi là điểm có vĩ độ là alpha đấy hạn, thì cái góc này cũng là mấy bạn? Alpha. Ok các bạn, nó gọi là vĩ độ à mọi người, vĩ độ. Đúng rồi, ví dụ như vĩ độ 45 thì góc là bao nhiêu độ? 45 thì người đứng đây nè, người đứng đây. Đây là người. Đúng rồi, ok không? Rồi ok thì nghe mọi người ơi. Vậy đối với lại trái đất quay á, thì mọi điểm trên trái đất đều quay quanh một cái trục như vậy. Một cái trục như vậy. Trục thẳng đứng như này. Đó bạn ơi, ok không? Và mọi điểm vì gắn trên trái đất nên mọi điểm đều quay cùng như vậy. Cùng một tần số góc. Đúng rồi, mọi điểm đều quay cùng tần số góc hết. Ok không bạn?
Rồi thì bây giờ cô B nó bảo là hãy tìm tốc độ dài của điểm trên mặt đất có vĩ độ là 45. Vậy để xác định vĩ độ mình tìm ra. Đầu tiên mình có một cái mặt phẳng xích đạo này đúng không? Một đường xích đạo này đúng không mọi người? Đây xích đạo này. Ok các bạn. Vậy thì cái người đó đang đứng ở đâu? Ví dụ đứng đây đi. Đúng không bạn? Thì lúc này vĩ độ của nó là góc hợp bởi cái bán kính của người đó và cái bán kính ở đâu bạn? Xích đạo. Nghĩa là góc này là nhiêu người? Bao nhiêu độ vậy ạ? 45 độ. Được không ạ? Vậy khi người đó quay quanh tâm nào? Có phải tâm mô này không? Người đó quay quanh tâm mô này không? Có không? Không. Trái đất mọi người ơi, quay quanh cái gì bạn? Quanh trục. Nghĩa là hằng này mà tự quay á thì nó sẽ quay quanh một cái tâm, là một cái đường tròn nào đó trên này. Đó bạn, và cái tâm nó nằm đây nè. Vậy bán kính của nó có phải là L lớn này không? Oh my god. Oh my god. Ôi thôi, sao vậy? Vậy là sao? Sao vậy? Bị gì à? Có bị gì không? God có bị té xe hay gì không? Kẹt xe hả? Kẹt xe hả? God có thể kẹt xe. Kẹt xe không? Tiếng đuổi chưa? Rồi, nhìn lại ơi, nhìn lại ơi, nhìn lại nha. Thì nó không quay quanh cái tâm mô này mà là một cái tâm nào đó như này đó người quanh trục mà. Đó bạn ơi, nó quay quanh trục này. Đó người ơi, vì quay quanh trục là quay quanh trục thì tất cả mọi điểm đều quanh cái trục này hết. Nên đến đây bán kính của nó có phải là 6400 không? Không. Mà bán kính là cái nào? Là cái đường màu với bạn. Màu đỏ này. Hay đặt ký hiệu bán kính này là R nhỏ nha. R nhỏ này. Đó bạn. Vậy để tìm tốc độ góc của điểm có vĩ độ là 45 độ, lúc này A V bằng omega nhân cho R lớn hay R nhỏ? R gì vậy bạn? R nhỏ. Vậy tìm R nhỏ bằng cách nào? R nhỏ nha. Góc này 45 độ, vậy góc trên này nhiêu độ luôn? 45. Đó bạn, vậy thì bây giờ mình có cái kính L lớn chưa? Có chưa? Làm vậy nó có chưa các bạn? 6370 kìa. Đó bạn, nghe tìm L nhỏ dùm hàm gì các bạn? Hàm gì? Sin 45 không? Sin bằng gì bạn? Đối chi gì ạ? Chia huyền là bằng gì bạn? L nhỏ chia cho sin L nhỏ chia cho L lớn. Sin góc này hoặc là cos góc kia. Đó bạn, tùy mọi người ha. Ví dụ đây thì ghi là L cos nè, là cos quỹ độ. Ok, nếu như quy về quỹ độ, nếu như quy về quỹ độ thì sin 45 chính là bằng cos mấy? Cos 90 trừ mấy mọi người? Trừ 45 cũng là như luôn. Cũng là 45 đúng không? Đúng không bạn, đúng chưa? Bởi vì hai góc mà cộng nhau 90 độ á, trong nét vuông á thì cos góc này bằng sin góc kia. Ok, vậy từ đây mình có được là bằng omega nhân R nhân cho các bạn cos của bao nhiêu các bạn? 45 độ. Và 45 độ đây chính là cái gì mọi người? Vĩ gì ạ? Vĩ độ hả? Rồi thay số vào tính liền các bạn. Pi phần 43 2200 nhân cho bán kính đổi sang mấy thể km thì cũng được ha. Thì cũng gửi là km giây. Các bạn để km đi ha. Là như vậy 6370 nhân cos 45 là căn 2 chia 2. Nhớ nghe. Nghe nè. Ở đây đang để là 45 gì? 45 gì? Độ. Vậy máy tính để độ hay radian? Để độ. Nhớ nhé các bạn. Vì tính cos sin mọi người đã để độ rồi thì ở đây mọi người để độ luôn nha. Thì nhớ độ là độ rồi. Độ quy si. Độ đây. Góc line độ quy si. Angle unit đó hả? Nhiều các bạn. Angle unit đó đúng rồi á. Đổi thành cái độ á. Degree á. Chia R ra đi ăn đó. R đi ăn đó còn độ là số 1 á. Còn cái số 3 thì... Số 3 là anh kể nó. Như vậy. Bi phần ngày chật ơ sao lại căn 2 nhân chia 2 rồi nhân cos 45 nữa. Cos 45 là căn 2 chia 2 đó. Bể giọng chưa? Đúng không? Cos 45 là căn 2 chia 2 á. Hiểu không? Một lần thôi là nhiều 637 bi căn 2. Tính. Sao tôi để nhiêu thôi, sẽ nhiêu. Em là nhấn.
Ở bác sĩ á, ép từng đường đề á. Đừng có thổi cho luôn. Mày nhức chết thôi, có gì. Ô mày lót, sao lại không có 37? Con thích 33. Không phải mấy? 33. Không phải 33 hả? Ủa? Ủa là gì? 328 gì đó. Thôi, nhìn cái đó mấy. Không phải 328. Ok, không. Ủa? Cháu biết chừng vậy? Mấy giờ đi. Đây để km mà. Ủa? Đây để km. Km thì về nhé. 3728. Cái gì? Ủa, đúng rồi, này 3, 1, 3, 5, 3, 1, 6. Bây giờ đây, không phải mấy. 33. Không phải à? 3 23, 2328 km trên gì bạn? Trên dây. Ok nè, không gì hết. Giờ muốn đổ lại mét trên dây nè, được không? À, đổ lại cái mét dây được không? Được. Đổ km trên giờ được không? Được không? Được. Lấy này nhân mấy? Nhân 60. Biết sao nhân không? Một giây là bằng 1 phần 60 phút. Mới là phút à. Muốn này giờ mới làm gì nữa? Chia cho nhân cho mấy? 3.600 rồi. Đúng rồi. Rồi mọi người thấy đó, số này không đẹp, ok nha. Mọi người nhớ đáp án. Thì muốn từ km trên giây đổi sang cái giờ á, thì là km nè. 1 giờ là mấy bao nhiêu phút bạn? 1 phần 60 phút. 1 phút mấy giây nữa? 60. Thì để đổi thành km trên giờ thì mình lấy con số này sao bạn? Chia nghĩa là nhân gì? Nhân đảo ha, nhân cho 3.600 thì ra con số để chia bạn. Ủa là đúng không? 179. Ok, ok, tùy là chọn hay là 179 gì đó. Tùy các bạn làm chọn hay là. Đấy, chỉ có người đổi đơn vị thôi nha các bạn. Chỉ là đổi đơn vị. Mọi người ra km trên dây cũng được, không sao cả. Hết. Bi chia, đã chia rồi. Cái chia độ bi chu kỳ. Chu kỳ là 86400 mà. Đấy là thầy đã thay số T rồi đó. Đã thay vô rồi đó. Đấy là cái con số này đều. Là nó là 2 bi chia cho 86400 rồi. Chia 2 ra được đây. Rồi bây giờ câu C đó bạn ơi. Câu C. Cái này câu B rồi. Ghi lộn. Rồi câu C. Vệ tinh địa tỉnh hay là vệ tinh viễn thông? Đố bạn vệ tinh địa tỉnh là gì? Rồi nghe bạn. Vệ tinh địa tỉnh là vệ tinh mà xem trái đất đứng nghiêng. Biết sao đứng nghiêng không? Vì trái đất quay sao thì vệ tinh của nó sẽ quay y chang. Nó chiếu vô thẳng đúng một điểm duy nhất thôi. Hay cụ thể các bạn nhớ luôn đó bạn. Vệ tinh địa tỉnh là vệ tinh có cái gì giống trái đất biết không? Có cái omega. Thôi rồi ơi, omega vệ tinh sẽ đúng bằng omega gì các bạn? Trái đất. Đúng bạn, omega vệ tinh đúng bằng omega trái đất hai các bạn, được chưa ạ? Đúng bạn, vì khi đó chỉa vô mới luôn luôn đi giống nhau. Rồi ok ha mọi người, vậy ta bảo là quay quanh mặt phẳng xích đạo là vệ tinh nằm đâu? Nằm đâu bạn? Đây nè, nằm đây nè. Đó bạn, được tính là đây nè. Đó bạn. Ok, vậy có phải lúc này để tìm vận tốc dài của vệ tinh thì phải bằng omega nhân cho bán kính quay của vệ tinh không? Vậy bán kính quay vệ tinh bằng bao nhiêu các bạn? Độ cao h là độ cao so với gì ạ? Mặt đất nha. Giống bài nãy á, thì ở đây bán kính bằng gì bạn? Bán kính bằng gì bạn? Bằng gì ạ? Đầu tiên là bao gồm r gì? R trái đất. Vì quay quanh xích đạo bán kính nó là r đó. Cộng cho gì đó bạn? Độ cao vệ tinh là h. Đó bạn ơi, lúc đó người nó là phải này rồi. Đó nó quay quanh mặt phẳng. Ok đó bạn. Được rồi. Lúc này bán kính quay là tính từ tâm đứng ra ha người ơi, là nguyên cái đoạn lớn này ha các bạn. Rồi. Thank you.
omega là nhiêu? Omega đúng rồi đúng không? Pi phần 43200. Rồi đổ ra km cũng được nha. Ở đây là 6370 cộng mấy vậy? Cộng mấy vậy? Cộng cho 36500 bao nhiêu vậy? Bao nhiêu km trên giờ vậy? Bao nhiêu km trên giây? 1429 1440. Sắp xỉ. 3.2 km trên giây, 2 km trên giây thì để km luôn các bạn là nhiêu vậy? 3.12 km trên gì? Trên giây. Ở đây đơn vị mình đang là km nha. Nên mình để yên đơn vị đó luôn. Thì đơn vị là km trên giây. Còn nếu các bạn đổi ra mét thì đơn vị mọi người phải là mét trên giây. Tùy các bạn đổi đơn vị. Rồi câu D đây là câu hiện tượng. Rồi nhận xét sơ sơ. Nghe đây. Vậy thì tất cả mọi điểm quanh trái đất nó đều quay quanh gì các bạn? Quanh trục cái đất rồi. Người ta bảo là trung tâm phóng tên lửa vũ trụ của châu Âu đặt tên đảo Guinan thuộc Pháp và nằm gần xích đạo. Và vì sao tên phóng tên lửa lại đặt ở đây? Vì sao phóng tên lửa đặt ở đây đố biết? Ai biết vì sao? Có cái gì đó kỳ lạ. Tại sao nó phải phóng gần xích đạo? Vì sao tên lửa phải phóng gần xích đạo? Vì sao? Mọi người dựa lẫn tóc dễ là được quyền. Nhìn đi mọi người, tất cả mọi thứ qua bên trục không? Vậy thì các bạn nhìn thấy bạn. Vậy thì có phải tốc độ dài á, nó đang cố gắng là thay vì chỉ vận tốc tên lửa, nó muốn bay ra nhanh hơn, nó dựa thêm vận tốc của ai nữa? Của trái đất nữa. Các bạn ơi, thay vì là chỉ quay bay lên thôi, nhưng mà thực sự trái đất nó nghiêng không cho tên lửa bay không? Không. Khi tên lửa bay lên có vận tốc trái đất được cộng vô không? Được. Giờ nhìn thấy bạn, vậy thì nếu như trái đất quay V bằng gì? Omega nha các bạn. R. Bán kính R lớn nhất ở đâu? Xích đạo. Còn càng teo về cực, bán kính quay ngày càng gì các bạn? Teo nhỏ lại. Đúng vậy, càng về cực bán kính càng nhỏ. Thì càng về cực thì tốc độ dài của trái đất càng tăng hay giảm xuống? Giảm. Vậy có lợi không? Không. Vì người ta muốn phóng cái lửa thật nhanh, làm gì bạn? Lợi dụng tốc độ quay của trái đất. Bởi vì tại xích đạo vì V bằng omega R, tại xích đạo R có giá trị gì bạn? Lớn hơn. Đúng không bạn? Thì từ đó, vì lý do đó người ta mới phóng tên lửa ở xích đạo các bạn. Lợi dụng thêm tốc độ trái đất nữa. Đó rồi. Đó bạn, ok, đó là câu D. Tùy người hết nè. Mọi người có thể hết, tức là các bạn, do gần xích đạo tốc độ dài của trái đất lớn hơn so với gần cực, nên tên lửa có thể lợi dụng tốc độ này để phóng nhanh hơn. Đó bạn. Hoặc câu E trả lời luôn là phải phóng tên lửa theo hướng nào để có lợi nhất về vận tốc? Đố mọi người biết trái đất quay theo quỹ đạo gì? Chiều quay đó là gì chứ? Chiều quay tự quay gì vậy bạn? Từ Tây sang sang Đông. Các bạn ơi, từ Tây sang Đông không? Vì tên lửa phóng ra, nó đang cố gắng đi đúng không người ơi? Vì lúc này vận tốc dài tại xích đạo cũng phải theo hướng gì vậy bạn? Từ Tây sang gì luôn? Tây sang Đông luôn không? Đúng không bạn? Vì muốn lợi dụng vận tốc dài của trái đất một cách hiệu quả nhất thì tên lửa cũng nên phóng theo chiều nào bạn? Cũng là từ Tây sang đồng. Vì khi nó được cộng mấy lần vận tốc? Cộng 2 cái vận tốc lần. Đó bạn ơi, chứ nó phóng theo chiều ngược lại thì có phải là bài toán hiệu vận tốc không? Đúng rồi, thì vận tốc tương lớn đó coi như các bạn nhỏ lại. Đúng rồi, hình dung đúng không ạ? Nên nó muốn quay này mọi người, ban đầu nó muốn phóng vậy mà có hình như đất bổ trợ nữa hả? Từ phóng rất nhanh. Ok, nên do đó ở câu E nó sẽ phóng theo hướng gì các bạn? Theo hướng gì? Theo hướng đồng các bạn. Theo hướng đồng, nghĩa là từ Tây sang Đông. Ok các bạn. Rồi ha.
Rồi, mọi người nghĩ ra đâu? Xíu 8 giờ 5 đi lại. Ô, nay học 8 giờ 5 rồi. Dữ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.